Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5, mô đun 8-7 đoạn quét Timer, thời gian thực DS1307 của môn thực hành vi điều khiển bit. Tiếp tục nội dung thứ 2, hiển thị 8-7 đoạn quét. Sau khi chúng ta đã làm bài mẫu 501, hiển thị 8 số trên 8-7 đoạn quét. Bây giờ chúng ta sang bài tập 502, hiển thị 8 số trên 8-7 đoạn quét, sáng 1 giây, tắt 1 giây. Yêu cầu hãy viết lưu đồ và chương trình điều khiển 8-7 đoạn hiển thị 8 số từ 0 đến 7, sáng 1 giây, tắt 1 giây. Bạn cũng có thể thay đổi bằng mã số sinh viên của các bạn. Mục đích của bài này, một là biết hiển thị 8-7 đoạn quét chớp tắt. Thứ hai là biết nguyên lý quét led, chu kỳ quét led. Thứ ba là biết vẽ sơ đồ khối, vẽ lưu đồ điều khiển. Thứ tư là biết viết chương trình, quan sát kết quả. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ sơ đồ khối. Từ yêu cầu của đề bài, chúng ta vẽ ra được sơ đồ khối gồm có vi điều khiển bit. Chỉ có điều khiển mô đun 8-7 đoạn quét, hiển thị 8 số từ 0 đến 7, chớp tắt. Trình tự thực hiện như sau. Lưu mã 7 đoạn 8 số từ 0 đến 7 vào mảng dữ liệu 8-7 đoạn. Dùng hàm hiển thị đúng thời gian 1 giây, có thể là chưa chính xác. Chúng ta sẽ tiến hành gọi hàm hiển thị 8 cái dữ liệu của cái mảng ra mô đun 8-7 đoạn và chúng ta phải lặp lại nhiều lần sao cho gần bằng 1 giây. Ở đây yêu cầu là không cần phải chính xác. Sau đó chúng ta tiến hành delay đúng 1 giây rồi lặp lại. Sang bước thứ 2, tiến hành vẽ lưu đồ. Đây là lưu đồ và chỉ có một lưu đồ mà thôi. Tiến hành cấu hình cho công viên điều khiển bit khởi tạo các bọt vào ra. Khai báo mảng, khai báo biến y, lưu mảng mã 7 đoạn của 8 số từ 0 đến 7 hoặc mã số sinh viên của các bạn. Cho biến y bằng 0, hiển thị mảng ra 8-led quét. Sau đó tăng biến y lên 1, rồi kiểm tra biến y. Nếu còn nhỏ hơn 100 thì quay trở lại, tiếp tục hiển thị mảng ra 8-led đoạn và cứ thế cho đến khi y bằng 100. Thì nó sẽ đi theo nhánh sai. Như vậy chúng ta đã cho cái chương trình hiển thị này thực hiện 100 lần, được một lượng thời gian đáng kể, xem như là gần bằng 1 giây. Sau đó tiến hành delay 1 giây. Và khi tiến hành delay 1 giây thì chúng ta không còn quét led nữa, thì khi đó 8-7 đoạn sẽ tắt. Sau khi delay xong, chúng ta quay trở về thực hiện lại, hiển thị mảng ra 8-7 đoạn 100 lần tiếp theo, rồi delay và cứ thế lặp lại. Chúng ta sang bước thứ 3, chúng ta tiến hành viết chương trình. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện, kit vi điều khiển bit, khai báo biến y, void main là chương trình chính, gọi hàm setup board. Tiến hành gán mã 7 đoạn của số 0 vào phần tử thứ 0 của mảng dữ liệu 8-7 đoạn quét. Tương tự, gán mã 7 đoạn của số 1 vào phần tử số 1, mã 7 đoạn của số 2 vào phần tử số 2, cho đến mã 7 đoạn của số 7 vào phần tử thứ 7. Nếu bạn muốn thay đổi những con số hiển thị từ 0 đến 7 bằng mã số sinh viên của các bạn, thì các bạn thế vào những con số từ 0 đến 7 này. Còn các con số thứ tự từ 0 đến 7 của cái mảng này, bạn phải giữ nguyên. Đến vòng lặp while true, thực hiện vòng lặp for với biến y bằng 0, y nhỏ hơn 100, đó là điều kiện để thực hiện tiếp. Tăng y chính là y cộng cộng và thực hiện hàm hiển thị 8-7 đoạn quét. Như vậy sau khi bạn đã gán các cái mảng này bằng những con số muốn hiển thị thì hàm này sẽ tiến hành lấy 8 phần tử này gửi ra 8-led và nó thực hiện 100 lần như thế. Chúng ta sẽ thấy 8-led sáng liên tục. Và thực hiện 100 lần, chúng ta sẽ được một lượng thời gian đáng kể, xem như là 1 giây.
Sau khi thực hiện xong, chúng ta gọi hàm delay 1000 mili giây tương đương với 1 giây, và khi đó 8 led tắt đúng 1 giây rồi lặp lại. Như vậy tôi đã trình bày xong chương trình. Bây giờ chúng ta sang bước thứ tư. Tiến hành biên dịch và nạp code file head vào vi điều khiển, rồi chuyển sang bước thứ năm, quan sát kết quả chạy trên kit vi điều khiển. Đây là module 8 led 7 đoạn quét. Hiện giờ tôi cho hiển thị chớp tắt 8 con số từ 0 đến 7. Mời các bạn quan sát. Như vậy chúng ta thấy 8 led sáng tắt một cách rõ ràng. Nếu thời gian nếu vòng lặp 100 lần mà nó sáng ít hơn 1 giây, bạn có thể tăng lên 150, 200, thì khi đó 8 led sáng thời gian sẽ dài ra. Bạn có thể hiệu chỉnh số vòng lặp đó làm sao cho nó phù hợp. Thì ở đây tôi cho nó bằng 100, các bạn có thể tăng thêm. Như vậy thì bài tập 502 chớp tắt 8 led đã được thực hiện xong. Các bạn xem có cái vấn đề gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn thực hiện bài tập 502 này.